bán buôn bán lẻ cây hoa mộc lan bạn ơi. Mộc lan ạ, hoa trắng tím ạ. Bông rất là to luôn ạ. Rất là nhiều nụ to và đẹp. Đặc biệt là cái cây này khá là khỏe, bởi vì các bạn nhìn thấy các cái đầu nụ với cái mầm lộc nó lên như này rồi là cây khỏe. Chứ còn những cái cây mà nó cứ khô đét thì là những cái cây mà nó không có sức sống ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua mộc lan thì xin vui lòng alo ạ. 0977973535 bạn nhé. Cảm ơn bạn.